trong phần 1 của loạt phim Người trong giang hồ. Chúng ta đã theo chân Trần, Trần Hạo Nam cùng anh em trong hành trình gia nhập băng đảng, cũng như những cuộc thanh trừng đẫm máu trong nội bộ Hồng Hưng. Với cái kết là cái chết của xào Bì, Đại Kb và A Khôn. Mở đầu phần 2 thì ta quay ngược thời gian một chút, khi gà một mình bỏ sang Đài Loan để lập nghiệp. Thân cô thế cô chỉ còn một đồng xu dính túi. Gà quyết định chơi lớn tung đồng xu để đổi đời. Ra sấp thì đánh con 38, ra ngửa thì đánh con 83 Cơ mà đã đen lại còn lắm lông Đồng xu không ra sấp cũng chẳng ra ngửa Mà lăn luôn xuống cống, không còn cách nào khác Gà phải mang đồng hồ của Nam đến gặp sắc bình gọi vốn Rồi trích ra một ít để mua con Rolex 200k ở chợ Đồng Xuân Tôi sẽ không spoil là ngay đêm đấy bị vỗ cái dụng luôn Sau đó thì gà gặp lại được anh họ của mình là rùa và được giới thiệu với giang hồ hệ chính trị Tommy Shelby Đài Loan, aka thượng nghị sĩ lôi công, ông trùm của băng Tam Liên dù là tài xế của ông này uy tín người người nên xin được cho gà vào đội vệ sĩ và làm việc dưới quyền của anh mặt ngầu này anh này thì không cần nhớ tên đâu nhưng mà cứ nhớ mặt nhé sau khi hộ tống lôi công trong một cuộc vận động tranh cử thì gà được đưa đến thăm mộ vợ ông ta và được gặp vợ bé của lôi công là đinh giao trong một bộ kimono may là ở đài loan chứ mà ở trung quốc là bị công an tóm rồi giang hồ đài loan thì thích cosplay giang hồ nhật bản nên là gà cũng nuôi mộng cosplay anh nhân viên may mắn khi được lôi công lệnh cho đưa đinh giao về thì cũng ra sức thể hiện lấy le Hôm sau thì gà theo lôi công đi Hoa Sơn luận kiếm tại tòa nhà Quốc hội Đài Loan. Lôi công tuổi già sức yếu bị một giang hồ hệ chính trị khác đánh vỡ đầu. Lão vừa đi vừa chửi, lúc nào cũng thế, bị đánh xong là chửi. Ai cũng tự nhủ chắc nó chửi mình ra. Chỉ trừ gà là thủng được câu. Đứa nào giết được thằng kia ta cho luôn cái băng của nó. Gà phê lắm, đúng ý nhà thơ rồi. Thế là được thể hiện thế mạnh của mình. Đó là tay nhanh hơn não. Sau khi lay vay hóng được chỗ anh kia đang ăn tiệc Thì gà cứ thế lừng lững một mình tiến thẳng vào nhà hàng Mà công nhận anh kia nhìn xa trông rộng Mấy cái vòng hoa ở hành lang nhìn cứ như bày sẵn để tiễn anh về nơi ăn nghỉ cuối cùng Gà bật cửa xông vào xả nguyên băng đạn giúp anh hoàn thành tâm nguyện Rồi bỏ chạy té đái vì xông vào đây có một mình Sau một màn đấu kiếm nhật giữa mấy anh giang hồ người hoa Tưởng gà đã liệm thì may đinh dao cưỡi con Spacey chiến tới cứu kịp thời Và đưa gà đến suối nước nóng sau nhà để trị thương Cứ tưởng suối nước nóng chỉ có ở Nhật thôi chứ ở Nhật giai gái hay tắm chung lắm nhưng đây là ở Đài Loan mà má mới tên là Ngọc ông già mới tên là tôi. à nhầm má tao người Nhật ông già tao người Đài Loan à lại Nhật à thế biết đóng phim hành động không sáng hôm sau lôi công đến thăm gà ông rất khâm phục sự dũng cảm hay nói cách khác là sự máu chó của gà và cũng không có vấn đề gì với việc vào vai ông chồng già bất lực cả sau đó lôi công cho phép gà cặp với Đinh Giao khi hay tin đại ca B tử nạn thì còn cho gà tiền và người để về Hồng Kông trả thù đấy là cái đoạn cuối phần 1 xong phần hồi tưởng giờ thì tiếp tục câu chuyện sau khi Nam và gà trả thù A Khôn hãy nói qua về một số nhân vật mới khá quan trọng hoặc là không đầu tiên là cây cây bạn thân của a tế đến buổi khai trương quán bar của nam và thành bạn gái lương nhị vỏ chuối một thiếu niên hip hop trong một lần bị bắt nạt được bao bì cứu và nhận làm đàn em lúc đến ra mắt thì khiến nam và gà bần thần vì cùng diễn viên với người anh em xào bì quá cố và quan trọng nhất là Đại Phi, đối thủ chính của Nam trong cuộc chiến kế thừa Đại KB tại khu Vịnh Đồng La. Số là sau khi ông tưởng trở về lãnh đạo Hồng Hưng, thì các đà trưởng đều phân vân giữa Nam và Phi, nên quyết định chia đôi địa bàn của anh B giữa hai người. Ai làm ăn tốt hơn thì sẽ thừa kế toàn bộ. Nhưng quán bar của Phi thì lại vắng như là đang cách ly mùa Covid, chỉ có nhõn hai ông khách thì lại đòi bùng tiền vì tay vịn không vừa ý. Hóa ra là nhân viên của quán đã bị cây cây dụ hết sang làm bên quán của Nam. Sau đó thì gà đến gặp Lôi Công khi ông đến Ma Cao lo công chuyện và được nhờ sắp xếp một cuộc gặp với ông tưởng. Đơn giản thì là để nhờ giúp Tam Liên thâm nhập thị trường casino ở Ma Cao. Nhưng mà ông tưởng không chịu. Ma Cao đã loạn lắm rồi, không cần thêm mấy ông đài nhảy vào đó. Lôi Công liền dở mặt chuyển qua hăm dọa, nhưng ông tưởng vẫn mặt lạnh như tiền, bảo là giỏi bán đấy, rồi bỏ về cùng Nam. Trở về Hồng Kông thì Nam lên kế hoạch cầu hôn A Tế, anh giấu nhẫn cưới trong xe để A Tế tìm rồi đi mua nước. Nhưng mà dầm, ơ động đất à? không phải đâu. Đấy là đại phi đang a cay. A Tế bị tông xe đến bất tỉnh phải nhập viện. Một loạt điểm làm ăn của Nam bị tấn công, cây cây thì bị Đại Phi bắt để ép Lương Nhị trộm sổ kế toán của Nam. Lúc này thì ta biết cây cây là em ruột của Phi, còn Lương Nhị sợ người yêu bị hiếp thì cũng đi ăn trộm thật. Trộm xong mất tiền thì Lương Nhị lập tức nhận tội với Nam. Nam lại chết lý anh em như một thằng giang hồ 4.0 rồi bỏ qua chuyện cũ. Gà lúc này cũng quyết định rời khỏi Tam Liên sau khi Lôi Công lật mặt, nhưng Đinh Giao lại xuất hiện để mời gà và Nam đến Đài Loan gặp Lôi Công thêm một lần nữa. Lúc này thì Đinh Giao mới lộ mặt gian manh, giết Lôi Công rồi đổ vạ cho bộ đôi hương cả. May là Nam và gà có hào quang như vật chính nên vẫn làm được quả super hero landing rồi thoát đi hóa ra là đinh giao đã qua lại với anh mặt ngầu từ lâu và cùng nhau lên kế hoạch chiếm lấy tam liên bang nhưng mà trai đẹp không đáng tin thì gái đẹp cũng thế đinh giao dụ được đại phi về làm cho mình rồi thì lại trở mặt thủ tiêu anh mặt ngầu một mình nắm chùm tam liên bang tiến vào ma cao nam và gà về được hồng kông thì lại dẫn người qua casino mới của tam liên ở ma cao phá đám do là khai trương nên có vài cán bộ ở ma cao đến dự không chịu được mấy ông thần hồng hưng nên lại định bắt đinh giao đóng cửa sòng bài sau đó thì Hồng Hưng và Tam Liên dẫn nhau ra quảng trường để chơi cho xe mai đông hơn nào. Đang vui thì bị đứt dây đàn. Đại Phi trở mặt chĩa súng vào đầu Đinh Giao, rồi đưa anh mặt ngầu ra làm chứng cho Nam và gà không giết lôi công. Hóa ra là Phi làm tay chăm cho Nam. Từ lúc nào thì tôi cũng không biết vì phim không nói rõ. Chắc là từ lúc xem sổ kế toán rồi biết Nam chơi sạch đấy. Các sếp của Tam Liên xin lỗi Hồng Hưng, rồi định đưa Đinh Giao về Đài Loan luận tội. Nhưng gà giơ tay xin phép phát biểu với Đinh Giao vài lời. Gà biết kiểu gì về Đài Loan thì Đinh Giao cũng không xong nên là nói rõ tình cảm rồi bắn chết luôn tại chỗ Đoạn này thì tôi định dốc một cái gì đó dâm dục Nhưng mà phim làm khá lãng mạn kiểu cục sốc nên là thôi Sau đó thì Đại Phi cũng tuyên bố rút lui Nhường lại toàn bộ khu Vịnh Đồng La cho Nam quản lý Ngày vui ngắn chẳng tây ga Phần 2 qua đi thì phần 3 lại đến Cùng với sự xuất hiện của một băng đảng khác tại Hồng Kông là Đông Tinh Nhưng tôi sẽ tạm gọi là băng Bách Thú vì băng này toàn động vật Xếp tổng của băng là anh Lạc Đà vốn theo chủ trương hòa hảo cùng làm ăn với Hồng Hưng nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi có hai tên đàn em trở về từ Hà Lan đó là đại ca B đội mồ sống dậy đóng vai hổ mặt cười và hay bị hội nam chửi là thằng lùn sau lúc ta đóng anh chúng mày thì không chê lùn đi và đặc biệt là Killmonger Hồng Kông AKA quạ không liên quan lắm nhỉ mà tôi thấy cũng giống mà giống nói chung là từ khi vừa gặp mặt thì hai tên này đã tỏ rõ thái độ với Hồng Hưng rồi lúc này thì A Tế tỉnh lại nhưng cosplay chi dân khiến Nam phải tìm mọi cách để giúp cô khôi phục trí nhớ từ việc sai anh em parody cái vụ chuộc xe rồi đưa a tế đến cái chỗ ăn bánh bao trong phần 1 nhưng nói chung là đều không có tác dụng sau đó thì gà được mục sư lầm mời đến nhà thờ để nhờ bảo vệ cô con gái mới đi du học ở anh về cô này là thục phấn đã xuất hiện thoáng qua từ đoạn parody và đã check hàng gà từ đây thì thục phấn dính lấy gà cả khi cả hội về khu chung cư cũ thăm bà nội nam gà cùng lương nhị và vỏ chuối xuống sân chơi banh thì bị mấy thằng nhóc bách thú cầm chai coca bắt nạt nhưng mà gà lớn rồi nên là thách cho nó dám động vào mình rồi dũng cảm bỏ chạy sau đó gà đưa thục phấn về nhà và nhìn thì cũng đứng đấy đi tây về thế có biết trịch dạo không eo ơi không chịu đâu ý ý xoẹt ngạc nhiên chưa bị bố bắt gặp thì thục phấn bắt đầu trích dẫn kinh thánh cái gì gì đó tôi cũng không hiểu lắm vì không theo đạo mà drama cha con này cũng chỉ có một đoạn ngay sau đấy là hòa giải rồi nên là rồi bỏ qua lúc này thì hổ và quạ đã bắt đầu manh động bắt tay với một đại ca hồng hưng mở quán ba tranh địa bàn của nam tất nhiên là bị anh lạc đà chửi trong một trận nhưng mà kệ chứ bíp với hồng hưng vui vãi lìn thì quạ lại đi bắt cóc vợ ông tưởng chụp ảnh khỏa thân cô này là diễn viên nên là hình ảnh rất quan trọng một khi đã giữ đóng ảnh đấy thì ép làm cái gì cũng làm sau đó thì hổ và quạ được anh lạc đà sai đi hộ tống ông tưởng và vợ sang Hà Lan công tác tất nhiên là nam cũng đi cùng sau một màn quảng cáo kích cầu du lịch Amsterdam các thứ thì nam chỉ đường đến phố tàu cho một ông tây rồi bắt tay và bị quạ chụp ảnh lại hóa ra ông tây này là vệ sĩ của bên đối tác hội giang hồ Hà Lan gạ ông tưởng tuần Mai Thúy vào Hồng Kông giang hồ xịn là không buôn Mai Thúy đã xem bố ra chưa dù gặp mặt làm ăn không đi đến đâu nhưng ông tưởng vẫn vui vẻ ra về nào ngờ hổ và quạ đã bố trí mai phục biến phố tàu ở amsterdam thành một trường trung học tại mỹ nam may mắn thoát được màn xả súng nhảy xuống được một con sông gần đó và bơi về hồng kông tạm thời ẩn náu tại nhà của mục sư lâm chờ thời lúc này thì quạ lại ép vợ ông tưởng vu cho nam là hung thủ rồi dùng ảnh nam bắt tay với ông tây để làm bằng chứng đại phi không tin nên vẫn quyết tâm nói đỡ cho nam nhưng trần diệu thì vẫn theo cách cũ là biểu quyết và tôi thề là cái hội hồng hưng này trên phim nó ba phải vai lìn Trừ đại phi thì ai cũng vốt nam là thủ phạm Rồi lại bắt thăm xem ai đi xử nam thì lại trúng vào phi Anh lạc đà thì thừa biết hai thằng em Nên lại chửi hổ và quạ như được mùa Chửi xong định lên phố thì bị hội gà đánh úp cho nhập viện Quạ bị chửi nhiều thì máu dồn lên não Nói với hổ là Lão làm anh chúng mình hơi lâu rồi nhỉ Xong hai thằng em vào viện giết luôn ông anh Anh lạc đà chết thì gà bị bắt Nhưng cảnh sát đã có bằng chứng là hổ và quạ làm nên dụ gà làm tay trong hỗ trợ xử lý hai thằng điên sau đó thì quạ không hiểu moi đâu ra được chỗ nam trốn kéo người đến định giải quyết luôn cho gọn nhưng tai nam thính như tai chó quạ mới đến đầu hành lang đã nghe thấy rồi liền dắt a tế và thục phấn bỏ chạy rượt nhau một hồi thì nam lạc mất a tế cô đập đầu xuống đất hồi phục trí nhớ nhưng bị quạ bắt được nam thì được mục sư lâm chặn đường cho bỏ chạy thì lại gặp đại phi đứng đợi ở đây từ chiều nhưng mà phi tin nam nên lại thả cho đi quạ thì cũng đã chạm mặt mục sư lâm vì đây là khu công giáo dù không phải ai cũng tin vào chúa nhưng kêu đi đánh lộn thì vô tư đi quạ thấy đông quá cũng ngại mà cũng bắt được a tế rồi nên bỏ về hắn dùng a tế để ép nam phải đến một mình thì sẽ thả nhưng thằng này bị điên mà đâu có biết giữ lời quạ bắn chết a tế cho mặt nam rồi quay qua định xử luôn nam thì gà ôm lựu đạn xông vào dọa đánh sập cả cái tòa nhà này quạ dù điên nhưng mà cũng chưa muốn chết nên đành thả nam và gà đi nhưng năm lần bảy lượt để sổng nam thì vẫn cày vai lìn sau đó thì hổ và quạ làm đám tang cho anh lạc đà Cảnh sát cũng đến nhưng mà chỉ đứng ngoài hóng chơi thôi Anh họ rùa của gà dẫn một đoàn tam liên đến dự tang Lý hảo, lý hảo Lý số lung tung Ngủ nghe không thủng Gì thế ông nhỏ ơi Qua năm là trả về đại lục rồi Tiếng quan thoại tệ thế thì mấy ông định sống kiểu gì Nói qua nói lại một hồi thì đoàn tam liên cũng vào viếng anh lạc đà Tam liên xong thì đại phi lại dẫn đoàn hồng hưng đến Quạ thì kết hồng hưng nên lại ra chặn đường đấu võ mồm tiếp. Lúc này thì nam và gà mới từ trong đoàn của tam liên chui ra. Thục phấn thì lẻn vào sau cánh gà. Bật đoạn băng anh cảnh sát đưa cho gà phát ra đoạn thoại của hổ và quạ tự nhận đã giết ông tưởng và anh lạc đà không chối được nữa thì võ mồm chuyển qua võ cổ truyền loạn đấu một hồi thì nam với được cái lò và tiện tay làm luôn món quạ nướng lụi nướng quạ xong thì giao lưu thế là đủ rồi ai lại về nhà nấy hết phần 3 và tôi là con quại của the reviewer hãy subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào xin chào và hẹn gặp lại